nên là điểm của hai em này mình cho khá là thấp. Là cái em màu hồng này á, thì cái điểm tổng của mình là mình cho 3.2, còn em này thì cho 3 điểm, tại vì em này thì mình thích finish của em này hơn. Mặc dù lúc đầu hơi khó tán chút xíu nhưng mà finish nó đẹp thì nó cũng bớt vát lại được. Là một em chúng nó rất là quen thuộc với mọi người chính là Anissa này. Thì ở đây là mình có size nhỏ hay là size 20ml. Thì em này có cái màn chống nắng coi như cũng khá là xịn. Ở ngoài hai màn chống nắng vật lý ha, thì còn có thêm Tinosorb S nè, rồi Juvenon A plus và Juvenon T 150. Thì theo mình coi trong bảng thành phần mình đếm là tới tận 8 cái active để chống nắng, nghĩa là gọi là full rain luôn. Nhưng mà thật ra thì mình không thích cái finish và cái texture của em này lắm. Kiểu như là khi bạn bóc ra tay thì nó sẽ lỏng nhẹ như nước và cũng rất là dễ thoa, nhưng mà nó sẽ để lại cho bạn một cái cảm giác gọi là mượt giả. Đúng rồi, nó mượt giả. Và mình thì mình không thích cái cảm giác này một chút nào hết. Cho nên là nếu mà bạn nào kiểu như là chịu được cái cảm giác mượt giả như vậy thì em này chắc chắn là sẽ là một cái sản phẩm chống nắng gọi là hoàn hảo cho bạn. Nhưng mà rất tiếc là mình không có thích cái finish như vậy. Cho nên là mình cũng hơi không muốn mua full size em này xài á. Ngoài ra là em này có cồn nữa nha, nhưng mà mình thấy cồn trong kem chống nắng thì nó sẽ giúp kiểu như là texture và finish nó ok hơn thôi. Với lại nó kiểu do cái formulation của sản phẩm nữa. Ví dụ dù có cồn á, nhưng mà nếu mà hạn biết thêm thắt những cái thành phần dưỡng ẩm khác này kia cái kiểu cân bằng lại á, thì cái finish đó và cái sản phẩm đó nhiều khi nó lại hợp với ngay cả như mình là Diệp Tiên đều là da khô nha, hỗn hợp khô, hỗn hợp thiên khô và da khô luôn. Nhưng mà dùng những cái sản phẩm có cồn này á, thì mình cảm thấy là rất là bình thường, không có bị vấn đề gì hết. Thì em này thì giá nó hơi mắc luôn á. Thì overall thì mình cho em này là 4.25 điểm, là nó sẽ thấp hơn cái grade một chút tại vì mình không thích cái finish thôi. Và tiếp theo mình sẽ review cái sản phẩm kem chống nắng mà mọi người cực kỳ dễ tìm mua luôn. Hầu như là trên Shopee Mall này, trên trong mấy siêu thị, mấy cái Guardian, Watson như này kia mọi người đều có thể mua được với giá rất là phải chăng. Thì mình sẽ review cái loại Matte and Fresh trước. Thì cái dòng này á, được hãng claim là dành cho da dầu kiểu oil control này kia các kiểu. Và có cái thành phần detoxil hả? Detoxil gì đó không biết, chống ô nhiễm gì đó. Nhưng mà đối với mình thì mình không tin mấy cái đó tại vì cũng khó kiểm chứng lắm nên mình sẽ bỏ qua cái phần đó ha. Thì cái này là kem chống nắng vật lý lai hóa học ha. Cái thành phần chống nắng vật lý duy nhất của cái sản phẩm này có là titanium dioxide. Ngoài ra những cái màng chống nắng còn lại á, đều là những màng chống nắng hóa học ha. Thì trong đó nổi trội nhất á, là có cái filter là Mexoryl. Là hai cái thành phần chống nắng này á, được gọi là cái thành phần chống nắng mà kiểu bền vững á, và có thể là giúp chống được cả UVB và UVA1, UVA2 luôn. Thì cái màng chống nắng mình thấy nó rất là ổn so với cái sản phẩm mà bình dân và có thể dễ tìm mua. Thì có một điểm mình khá là đáng tiếc vì mặc dù hãng claim là matte and fresh, có nghĩa là không đổ dầu này kia các kiểu, nhưng mà lúc mình mới thoa lên thì mình cảm giác nó giống như là lotion dưỡng ẩm, nó bóng nhảy, nó nhờn nhờn, nó khá là ẩm luôn á. Nên là mình dùng cái em này là mình phải phủ phấn thì mới cảm thấy là ok hơn. Nhưng mà mình nghĩ là do cái em này nó bị lâu thấm á, tại vì sau khi mà mình apply xong á là mình tới công ty là khoảng 1 tiếng sau đi, thì 1 tiếng sau thì mình cảm thấy là nó sét vào da thì lại cảm giác là nó nhẹ mặt hơn, nó dễ chịu hơn và nó không có bị bóng nhờn dính khó chịu gì nữa. Thì nói chung là cũng ok. Và dùng tới chiều thì thấy nó cũng đổ dầu rất là ít ở cái vùng chữ T thôi, nó không có bị đổ dầu quá nhiều. Thì cái này nó chỉ mất điểm ở cái chỗ là phải mất thời gian để nó xếp vào da thôi ha. Thì em này là sẽ có cồn ha. Là so với cái em này á, thì cái em này nó không hề có chứa những cái hương liệu này kia, nên là nó không có mùi á, nên là mình dễ chịu hơn trong cái lúc bôi. Tại vì mình không có thích cái kem nắng là mùi quá nồng. Có mùi ok nhưng mà đừng có quá nồng là được ha. Còn giá thì cả hai em này luôn. Có khi mà mình thấy có đợt những đợt sale còn có 99.000 một chai. Mặc dù là dung tích 30ml nhưng mà chia ra thì mình thấy là nó vẫn rất là rẻ. Và giá bình thường mà không sale thì nó nằm ở tầm 120, 130 gì đó một chai ha. Nên là overall nó thì mình có hơi chê ở cái điểm là cái finish, cái texture ban đầu lúc mà apply thôi. Nhưng mà nhìn chung á, so với cái giá tiền này, cái độ dễ tìm mua và cái màn chống nắng á, thì mình chấm em này cái điểm tổng vẫn rất là cao, đó là 4 điểm ha. Còn đối với em này á, thì mình sẽ nói sơ qua thôi ha. Cái em này thì cái màn chống nắng của mình á, thì mình thấy là tương đối thú vị hơn cái em Matte and Fresh ban nãy. Có cả Tinosorb S và Uvinul T150 và Uvinul A plus luôn, và một số màn chống nắng khác nữa. Thì mình cảm thấy là nó nhiều cái màn chống nắng thế hệ mới hơn á. Nhưng mà cái em này điểm đáng tiếc nhất á, là cái finish, cái texture của nó và cái mùi. Đầu tiên là về cái kết cấu của nó quá là ẩm luôn. Nó ẩm hơn cái kia một cái tầng cao mới luôn, có sự ẩm luôn á. Hydrating. Chắc là do hydrating mà da của mình cũng là nó cũng thiên hướng hơi khô mà, nhưng mà còn dùng em này không được nữa. Nó rất là bóng, nó rất là nhờn, nó rất là ẩm. Và sau một thời gian dùng á, tại vì mình không biết là do nó ẩm nó như thế nào mà còn làm kiểu xỉn da mình á. Kiểu da nó sẽ hơi bị xỉn xỉn xuống á. Nên là dù có phủ phấn đi nữa nhưng mà mình không có thể yêu nổi cái texture này. Và ngoài ra cái mùi thơm của nó quá là nồng luôn. Nó thơm như là mùi nước hoa vậy đó. Nó rất là thơm mà cái mùi thơm nó siêu dai luôn. Nên là mình rất là khó chịu cái điểm này. Mùi đặc trưng luôn á. Nên là em này mình chấm điểm tổng thể là 3,5 thôi. Kiểu giống như là nó kéo vớt vát được là do cái màn chống nắng thôi chứ không có gì hết á. Nên là bây giờ mình dùng cái này là mình dùng cho cổ với dùng cho bàn tay không à. Không có dám dùng cho mặt, nó quá là thơm đi. Hay là một sản phẩm đáng tiếc khác, rất là tiếc, thì em này là Mizumi UV Water Serum ha. Của em như là dành cho những loại da nhạy cảm này kia đến các kiểu, thì do là như vậy nên em này là kem chống nắng vật lý thuần. Và một cái điều đặc biệt là được micronize, có nghĩa là nó sẽ làm nhỏ ra những cái hạt đó. Thì như là thì hãng claim là sẽ giúp cho bạn dễ tán và kiểu như là không bị trắng mặt nữa. Đúng rồi, nó sẽ khắc phục được những cái khuyết điểm của kem chống nắng vật lý. Thì nói chung là mình nghe mình cũng thấy thích rồi. Xong rồi về tới texture hả chị, ngồi lúc mà bóp ra tay hả, dù là nó dạng cream hay nhưng mà khi mà bạn tán cái mặt á, nó tan ra như nước rồi, mỏng nhẹ như một cơn mơ vậy, không bị trắng mặt này kia luôn. Và không, nó chỉ hơi bóng nhẹ thôi, không có vượt qua bóng. Nhưng mà cái mùi mình không thể chịu đựng được. Có nghĩa là các bạn biết là mình không phải là một người quá nhạy cảm với mùi thơm thì ok, nhưng mà nó mùi thối. Nhưng mà nó bị thối lắm kìa, như là không có chịu đựng được. Và dù như là mình có ráng thoa lên mặt á, xong rồi mình cũng ráng để coi nó chuyện nào nó bay, nhưng không, nó không bay, nó cứ ở đó 15-20 phút rồi là sao mình có chịu được cái mùi đó. Giá thì em này là tới 500.000 cho một tuyếp 40ml á, thì ra là nó cũng mắc á. Nó cũng mắc chứ không phải rẻ đâu, nhưng mà buồn quá. Nói chung là nếu mà bạn nào dùng và chịu được mùa này thì chúc mừng bạn, đây là keo chống nắng hoàn hảo trong cuộc đời của bạn. Là một kem chống nắng Holy Grail sau một thời gian dài tìm kiếm của mình. Phải nói là mình thử rất là nhiều luôn, chắc là lên tới số hàng chục kem chống nắng rồi, mấy chục cái kem chống nắng khác nhau rồi. Thì mình tìm em này ở trên Shopee Mall của hãng ha. Thì nói về cái chỉ số chống nắng của sản phẩm này thì trên cái hộp ghi là SPF 50 cộng và có một cái vòng tròn UVA này. Đó, thì mình có tìm hiểu thì cái vòng tròn UVA này có nghĩa là cái chỉ số chống tia UVA là PPD của nó là ít nhất là 17 trở lên. Thì nó cũng khá là không được cụ thể cho lắm á. Ít nhất 17 trở lên là biết là bao nhiêu, ai biết. Là nó 17.1 rồi sao. Nhưng mà bỏ qua về cái đó thì mình xem về cái thành phần để mình biết hơn á. Tại vì cái chỉ số nó cũng chỉ là mang tính tương đối thôi. Thì mình xem cái bảng thành phần thì mình rất là bất ngờ. Hết 90% những cái active chống nắng của nó đều là những cái màn chống nắng thế hệ mới. Là có Tinosorb S, Tinosorb M, Uvinul T 150 và Uvinul A plus luôn. Thì em này sẽ là kem chống nắng thuần hóa học luôn ha. Nên là mình không biết sao nhưng mà mình cảm giác là những cái kem chống nắng hóa học nó sẽ bảo vệ da tốt hơn. Những cái màn lập chống nắng của nó thường là sẽ bền vững hơn dưới ánh nắng mặt trời. Thì em này cũng có claim là chống nước nữa, chống nước, chống mồ hôi, chống ma sát này kia, giống như cái Biore màu đỏ ban nãy mình nói á. Nhưng mà đối với mình á thì những cái đó nó rất là khó kiểm chứng. Và một nốt thêm một cái á, là những cái label mà chống nước, chống mồ hôi này kia á, không phải có nghĩa là khi mình dùng những cái đó là mồ hôi không chảy, là dầu không ra này kia, thì nó không phải như vậy nha. Nghĩa là cái chỉ số chống nắng nó vẫn giữ nguyên sau khi mà mình có thể tiếp xúc với nước này kia trong một thời gian nhất định nào đó. Nhưng mà đối với mình thì để mà an tâm nhất và an toàn nhất thì mọi người vẫn nên là reapply thường xuyên và kiểu reapply sau khi mà tiếp xúc với nước này kia ha. Về finish của em này nó là sẽ là dạng cream, nó hơi đặc một chút xíu. Ban đầu mình thoa thì cảm giác giống như là thoa kem dưỡng mà nó kiểu hơi đặc đặc á. Thì mới đầu thoa thì nó sẽ hơi bết, hơi dính, nhưng mà chịu khó vỗ thoa một hồi á thì mình cảm giác là nó khi mà nó thấm vào trong da rồi á thì nó kiểu như là không có phải là quá nhẹ mặt nhưng mà cũng không có gây nặng mặt. Nói chung là ở trong cái mức chấm nhận được á, và nó cũng khá là dễ chịu. Và sau một thời gian mình dùng á là khoảng tới chiều á thì cảm giác là nó đổ dầu nhẹ ở vùng chữ T, nhưng mà nó vẫn trong cái mức mà kiểm soát được á, nó không có bị bóng nhảy hết toàn mặt ha. Có một điều mình nhận thấy là khi mà mình apply lên trên da mình mình á, thì mình thấy nó kiểu hơi râm ran nóng nóng ở cái vùng gần miệng như thế này nè. Thì mình không rõ là lý do gì, nhưng mà sau khoảng 5 phút á, thì mình thấy cảm giác đó hết hoàn toàn luôn. Và trong thời gian mình thử em này thì mình cũng không thấy bị những cái dấu hiệu kích ứng gì hết, nên mình cũng thấy chắc không sao. Quan trọng là cái chống nắng này, cái thành phần nó rất là ok. Em này sẽ không có cồn, và ngoài ra cái bảng thành phần á, ngoài những cái màn chống nắng nó rất là hứa hẹn đi á, thì nó còn có những cái thành phần như là niacinamide nè, và có chiết xuất cà rốt, vitamin E, squalane nữa. Là những cái thành phần mà nó rất là tốt trong việc mà kiểu chống oxy hóa, rồi kiểu dưỡng da này kia các kiểu á. Thì mình thấy là những kem chống nắng á, thì ngoài cái màn chống nắng ra nó có thêm những cái thành phần như vậy á, thì nó sẽ kiểu là giúp da kiểu bảo vệ da với ánh nắng tốt hơn á. Tại vì như mọi người biết á, thì thường là trước khi dùng kem chống nắng á, thì mình sẽ hay dùng thêm serum vitamin C á. Đó thì trong cái thành phần chống nắng mà có thêm những cái thành phần dưỡng da như vậy á, thì mình sẽ thích hơn. Mùi này nó hơi nồng một chút xíu á, nhưng mà được cái á, là sau khi mình apply xong á, thì khoảng đâu đó 2-3 tiếng á, thì cái mùi nó cũng bay. Nó cũng dễ chịu, cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà đối với mình á, thì tìm được cái kem chống nắng mà nó có màng chống nắng tốt như vậy, và cái thành phần này kia nó cũng rất là ổn á, thì mình đã rất là thích rồi. Thì giá của em này á, là 500.000 cho 50ml, thì chia ra á, là 1ml á, là 10.000. Thì nó không có quá đắt nhưng mà cũng không có quá rẻ. Nhưng mà đối với mình á, thì mình thấy nó cực kỳ worth the price luôn. Nên là overall thì mình chấm em này đó là 4.5 trên 5 điểm ha. Và cuối cùng thì đây là một em kem chống nắng mà mọi người cũng hỏi mình khá nhiều á. Thì nếu mà mọi người có theo dõi tụi mình á, thì mọi người cũng biết là tụi mình cũng đã review về hai cái loại kem chống nắng kia của Senka rồi. Thì em này là mới ra sau này, thì cũng có nhiều bạn kêu mình review. Thì đầu tiên á, khi mà mình đọc cái bảng những cái active chống nắng á, thì em này như là một cái bảng rút gọn những cái active chống nắng của Anissa vậy. Kiểu như Anissa thì nó sẽ nhiều hơn, nó 8 loại đúng không? Thì em này thì khoảng 4-5 loại kiểu như vậy. Nhưng mà vẫn có những cái active chống nắng thế hệ mới luôn, như là Tinosorb S rồi Juvenon A plus. Thì em này á, lúc mà mình xịt ra tay thì nó là dạng gel, xong mình nó sẽ hơi lên mặt á, thì nó sẽ tan ra như thành nước vậy á. Nhưng mà thiệt sự á, mình không có thích cái texture và cái finish này chút nào hết. Cũng như là nó sẽ hơi nặng mặt bạn, như là nó sẽ bóng và nó sẽ hơi dính nữa, như là khác hoàn toàn so với hai cái loại kem chống nắng kia. Mình cực kỳ thích luôn nha. Và mình thấy cái texture và finish của em này không thích một tí nào luôn. Rồi thêm một cái nữa là em này kìm dầu không hề tốt một tí nào luôn. Kiểu như là mình là da khô, ý là mọi người biết là mình đã không có dầu rồi, nhưng mà dầu nó vẫn ra ở ngay vùng tizo này nè. Xong rồi kiểu như là khá là thất vọng với em này á. Mặc dù là filter tốt nè, giá cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà texture finish thì thực sự là không ok một tí nào hết. Ngoài ra nữa thì em này có cồn, và mùi cồn cũng nồng y chang như Anissa vậy. Cho nên là tổng cộng thì mình cho em này ở mức 3.6 điểm ha. Thì được cái vớt vát là giá rẻ và có filter chống nắng ok thôi. Những bạn da dầu nhiều á thì nên cân nhắc nha. Và tụi mình đã đi một lèo qua hết tất cả những cái sản phẩm kem chống nắng mà tụi mình đã thử thời gian gần đây. Thì chắc chắn cái video này nó sẽ rất là dài, cho nên là thì tụi mình review những cái sản phẩm kem chống nắng vậy thôi, nhưng mà tất cả đều dựa trên những cái sự nghiên cứu và những cái cảm nhận cá nhân của tụi mình. Nếu mà mọi người có góp ý gì, hoặc là có những cái sản phẩm khác á, mà các bạn đã dùng và thích á, thì cứ comment ở bên dưới tụi mình biết ha. Và tất nhiên á, là ngoài kem chống nắng ra thì mọi người nhớ là phải sử dụng thêm những cái biện pháp chống nắng khác, như là đội mũ, đeo khẩu trang, váy chống nắng ninja các kiểu này kia á, thì nó sẽ tăng cái khả năng chống nắng và bảo vệ da với nắng mặt trời tốt hơn ha. Đừng quên like video này và subscribe channel của tụi mình nha. Chào tạm biệt.